Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện tử Diệp Hoa. Và hôm nay, buổi chiều ngày 17 tháng 10, thì bên mình có tiếp tục về thêm được một số sản phẩm, các dòng siêu trầm, sub để phục vụ quý vị và các bạn. Thì hiện tại đây là các dòng sở hữu bát 30 của Mỹ. Đầu tiên ở đây là một cục súp với thương hiệu rất quen thuộc, đến từ hãng Baragin, với bát mặt thiết kế bát 30 ở phía trước đây. Logo Baragin và e tăng thiết kế khá điệu đà. Sở một bát 30 bát mặt, thì đây là model Baragin BW2002 với màu đen vân gỗ đặc trưng của dòng trầm Baragin. Các góc cạnh được thiết kế khá hài hòa. Ở đây là phía sau, mình xin phép được quay kỹ để quý vị và các bạn có thể nhìn rõ hơn. Đây là phía sau Baragin BW Series 2002, đây là phiên bản V2, điện 120V, Made in Canada. Thì chiếc này sử dụng dây nguồn cắm ngoài, vẫn có các tinh chỉnh quen thuộc và các đường vào. Một lỗ thông hơi rất to ở phía sau, và ở trong này sẽ có một thanh sắt chắn để bảo vệ. Dòng 2002 này thì cho chất âm rất mềm mại và sâu lắng, được rất nhiều người sử dụng. Và tiếp theo bên này thì cũng là một cục 2002. Hôm nay thì mình xin phép để nguyên các sản phẩm không lau chùi. Một số vị khách có nhắn đến với Điện tử Diệp Hoa là anh muốn lấy các sản phẩm về nguyên bản, không cần lau chùi thì anh tự lau chùi. Thì đây, hôm nay mình đã có rất nhiều sản phẩm về và không lau chùi còn nguyên bụi. Như một số vị khách có thường đùa là nguyên bụi tàu, những bụi tây đấy. Và đây là phía sau thì cục 2002 này hơi khác cục bên kia một chút. Bạn có thể thấy đấy, có phần tản nhiệt nhô ra. Thì ở phía dưới bạn có thể nhìn BW 2002 là cục 2002 trơn, có nhìn Canada không tù ở đó, và 120V. Đây là công tắc đàn, các đường vào đường ra, cũng là các ba tinh chỉnh. Cái cục trơn này thì sẽ có dây nguồn tản nhiệt, là một lỗ thông hơi rất to. Cái cục này rất nặng quý vị nhé, rất nặng và to, một người rất khó khênh. Và phía bên này, tiếp tục về bên mình là một cục siêu trầm sắp đến từ hãng JBL, cục BSW 1002, siêu một bát 30 và một lỗ thông ở trước mặt. Thì với cục này thì các bạn có thể đặt đứng như thế này, bát 30 đánh thẳng ở trước mặt và thông hơi. Thì đây là một trong những model sở hữu bát 30 cho chất âm rất tốt, có thể nói là gần như là tốt nhất của hãng JBL cho tới hiện tại. Và đây thì các bạn có thể đặt ngang như này, và chất âm ra tốt nhất và có thể là cục trầm được đặt là vững chãi nhất. Thùng quanh còn rất đẹp, ok. Và đây là phía sau, các bạn có thể thấy Sergi BSW 1002, hai tinh chỉnh. Đây, điện 120V, 60Hz, 2A, các đường vào, và đơn giản thế thôi. Và hãng JBL này
thường thiết kế rất đơn giản mà chất âm ra cực kỳ tốt. Vâng, quý vị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ với mình theo thông tin ở trên đây. Xuất hiện tại Hải Phòng, đơn vị tư vấn và cung cấp tổng thể các thiết bị âm thanh chuyên nghiệp.